đâu. Hôm nay cho bạn đi đi thăm quan. Bà ngoan lắm. Sợ có cái dây này. À, bảo ôm cổ mẹ đi. Bảo ôm cổ mẹ. Bảo ôm cổ mẹ. Ba ơi, đi 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 chợ đi ba ơi. Ba, đi. Đi ba, ba mà ba đứng lên. Xuống đây à. Ba. Xuống đây xuống à. Đây đây xuống đây. À đây chân chân để cho bà để chân. Tôm đi không? Đi ba ơi, đứng rồi. Ba. Đây con ngồi đây bà. Nào. Xin chào các bạn nhá, các bạn ơi. Hôm nay con mua dọn và con để mẹ này xin lỗi. Xin chào các bạn nhé, các bạn ơi, hôm nay mình sẽ cho mẹ mình đi ra cái chợ ở gần đây vì lâu lắm mẹ mình không đi chợ nhé các bạn. Mình sẽ cho mẹ bạn đi chợ, à, mẹ mình đi chợ. Bà, hôm nay cho bà đi chợ nhá. Bà thích mua thì bà mua nhá. Mấy năm rồi không đi chợ đúng không? Bà, yêu con. Chạy đâu ấy? Nó chạy đi rồi. Ra xuống đây để đi Nam Thiên. Đi xuống đi không? Đi. Đi con, đi chợ bà nhanh lên. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây hết chợ bây giờ. Nha. Yeah. Hết chợ bây giờ. À đây bò sữa này, bò này. À. Sữa này. Đấy. Nè, cho nó sữa cho nó ngồi yên mà. Nha. Nha. Ngồi đấy. Đó. Để đây tí nữa các bạn đội nhá. Đội nón nhá. Nó chẳng nhìn thấy gì đâu, tí nó nắng nữa. Đi khám bệnh à? Đi ra chợ. Ừ, cho ra chợ. Đội cho bà cái nón vào. Tí nữa, bây giờ vẫn nắng rồi. Thank you.
chơi đi à? Vâng. Ngày nay bà mới chơi đi à? Bà đi chợ. Đó bà. Đấy nó cho này, nó cho nữa cho chị. Đó bà muốn mua cái này hết chợ hết rồi này. Ê à, ghê quá nhỉ, cho bầm ra chợ về. Vâng. Ghê rồi. Nó ba ăn để mua. Ba ăn để mua. Hả? Cả nó làm cả một tháng. Ăn để mua. Không ăn gì. Các bạn mua thức ăn nhé. Ôi xuân. Mua giò nhé. Đấy, nhìn ớt chả nó trèo kìa. Bà đi chợ à? Nhìn nó trèo kìa. Nhiều cháu à? Nhiều cháu không? Đấy, bà nhớ cháu không? Bà nhớ cháu không? Thử xem nó nho này ngọt không? Ngon, ngon, ngon. 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 Ngon, mày nhặt tim vào đây là gì nhá? Hay hơn cân được. Cân kiểu như của thôi. Này, cân được. Hầu như lâu lúc nào em bán toàn bộ chỉ 40 đến 45. Ơ chị ra sang bên kia để khám bệnh mà nhá. Như bên kia ta ấy chưa? Nửa đã khám chưa? 2 cân nhá. Hả? Lòng bà đáng yêu. Anh, đứng đây nhé. Ừ.